Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách thức cụ thể để chúng ta có thể xác định nhanh chóng số lượng đồng phân, hoặc là hay nói cách khác là công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ có chức một cách nhanh nhất, để giúp cho các em có một cái tiết kiệm thời gian trong quá trình các em làm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm. Và bây giờ các em hãy chú ý lên bảng nha. Chúng ta sẽ đến với những cái hợp chất có chức đầu tiên nhất của chương trình lớp 11, đó là ancol. Thứ nhất, thầy sẽ hướng dẫn cho các em xác định là về ancol. Thứ hai đó là thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách tính đồng phân của aldehyde. Rồi thứ ba đó là acid carboxylic. Thứ tư đó là este. Và thứ năm đó là các amin. Và các em lưu ý cho thầy là ở trong cái cách làm này, mình chỉ áp dụng cho cái loại no đơn chức mạch hở. No đơn hở. No đơn chức mạch hở thôi. Và đây chính là cái dạng mà bộ giáo dục gọi là yêu cầu, bộ yêu cầu học sinh là cần phải xác định được. Và thầy thấy rằng trong tất cả các đề thi hiện nay, cái câu hỏi xác định số đồng phân hay là số công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ thì đều người ta yêu cầu là đều xác định dưới loại này thôi. Đều xác định loại này thôi. Cho nên trong chương trình phổ thông thì các em cần phải nắm được đó là cách xác định số đồng phân của ancol, anhydride, acid, este và amin ở loại là no đơn chức mạch hở. Ngoài ra cái cách thức này sẽ không áp dụng cho những cái hợp chất hữu cơ khác. Các em lưu ý điều này ha. Ba chất này thì các em học lớp 11, hai chất này thì các em học lớp 12. Và đây là hai hợp chất rất quan trọng ở chương trình lớp 12. Bây giờ mình sẽ đi vào lần lượt cụ thể. Thầy lấy ví dụ một câu hỏi này, lấy ví dụ cho các em một câu hỏi. Ở đây yêu cầu là hãy xác định số đồng phân. Số đồng phân hay còn gọi đó là hay nói chính xác cụ thể hơn đó là số công thức cấu tạo ha. Số công thức cấu tạo có thể có của một ancol no đơn chức mạch hở, không phải có của ancol, C4H10O. Người ta yêu cầu xác định ancol C4H10O. Bây giờ mình sẽ triển khai như thế nào? Để bắt đầu triển khai một dạng bài tập kiểu thế này thì chúng ta phải đi từ nền tảng. Sau đó chúng ta áp dụng vào thì nó rất là đơn giản. Nền tảng là như thế nào? Bây giờ để làm được bài này thì có rất là nhiều cách. Thông thường thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em là vẽ mạch carbon ra này. Vẽ mạch carbon ra. Sau đó là di chuyển nhóm OH này. Rồi sau đó đổi mạch carbon, rồi tiếp tục di chuyển nhau hết cho tới khi cuối cùng. Và bây giờ thầy sẽ không hướng dẫn cho em cách đó, mà thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách để giúp cho các em có thể giải quyết rất nhanh chóng mà không cần phải viết như thế. Các em chỉ cần khoảng tầm 15 giây thôi là chúng ta có thể ra được số đồng phân hay là số công thức cấu tạo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chúng ta cần phải nắm những cái ý như sau. Thứ nhất, đó là thứ nhất các em cần phải nắm cho thầy đó là gốc hydrocarbon. Thế nào gọi là gốc hydrocarbon? Về mình có những cái gốc hydrocarbon nào? Những gốc hydrocarbon các em thường hay gặp và chủ yếu gặp ở loại no đơn chức mạch hở đó là những gốc như sau. Thứ nhất, một đó là CH3. Thông thường gốc hydrocarbon này mình có thêm một cái dấu gạch để biểu thị nó chính là một gốc hydrocarbon. CH3. Hai đó là C2H5, đúng rồi, C2H5. C2H5
thì mình ghi như thế này, hoặc có thể là ghi như sau là CH3 CH2 gạch. Và đối với C2H5 thì cũng tương tự như CH3, thì nó có một cái kiểu ghi như nhất. Thầy dùng cái từ kiểu à, có nghĩa là nó ghi như thế nào nó cũng là C2H5, không còn cách ghi nào khác, nó chỉ có một cách này thôi. Có bạn thì ghi như thế này à, có bạn thì ghi như thế này, thì ghi như thế này nó cũng tương tự như đây thôi. Nó chỉ gọi là à, mình nhìn thấy nó ngựa, mình nhìn lên thì à, trên bảng thì mình thấy nó khác, chứ thực ra nó không khác. Em nắm đầu này, em quay qua bên này thì thấy nó trùng nhau. Như vậy chỉ có một kiểu duy nhất thôi à, chỉ có một kiểu duy nhất thôi. Cho nên thầy à, đánh dấu mũi tên ở đây, thầy ghi là một kiểu, một kiểu duy nhất. Ở đây cũng thế, CH3 thì chắc chắn rồi ha, một kiểu, một kiểu duy nhất rồi. À, bây giờ tới C3H7 thì sao? Những gốc hydrocarbon no, mình đang chỉ xét cái loại no thôi nha em, chỉ xét cái loại no thôi. C3H7 thì nó có bao nhiêu gốc, bao nhiêu kiểu khác nhau? À, C3H7 thì các em cứ có thể viết từ từ thôi. Các em có thể viết từ từ, các em có thể triển khai này là 1 này, 2 này, 3 này. Cái gốc thì có một cái gọi là một cái nhánh á, cái gạch đi ra á, à, cái gốc. Cái này là dùng để gắn vào một cái nguyên tử carbon nào đó ha. Các em điền vào này. CH3 này, CH2 này, CH2 này. Cái này nó sẽ gắn vào một nguyên tử carbon cụ thể nào đó. Như vậy đây là một kiểu. À, một kiểu nữa có nghĩa là à, cái gạch này nó không phải nằm ở nguyên tử carbon ở đầu mà nó nằm ở giữa. Em coi thử có khác với nhau không nha. À, dạ, CH3 này, C này gắn vào này nè. À, như vậy ở đây sẽ là CH3, đây là CH. Rõ ràng là hoàn toàn khác nhau đúng không? Và cũng là C3H7 này em, C3H7 nhưng mà khác nhau. Cái bên này cái gốc là nằm ở ngay nguyên tử carbon đầu tiên, còn đây là nằm ở nguyên tử carbon giữa. Như vậy nếu cái gốc nằm ở bên đây thì nó sẽ trùng cái đầu tiên. Như vậy C3H7 là có hai kiểu à, có hai kiểu. Kim có nghĩa là có hai kiểu công thức cấu tạo khác nhau đối với cái gốc C3H7. Có hai kiểu. Và tương tự chúng ta sẽ làm à, và tương tự chúng ta sẽ viết ra được là C4H. C4H mấy các em? C4H H9 đúng rồi. À, CH3 cứ thêm một nhóm CH2 này. CH3 thêm vào một nhóm CH2 thì CH5. C3H7 thêm vào nhóm CH2 nữa sẽ là C4H9 ha. C4H9. Đối với C4H9 thì nó có bao nhiêu kiểu đây? Thì các em cũng lần lượt các em ghi ra. Bây giờ hôm nay thì thầy hướng dẫn các em ghi ra. Còn hôm sau các em chỉ cần là nói à, CH3 có một kiểu, CH5 có một kiểu, C3H7 có hai kiểu là mình dễ dàng làm được bài tập này rồi. À, kiểu thứ nhất là 4C này. À, đó, cái nhánh à, cái gốc nằm ở bên này. Các em điền vào. À, đây một kiểu C4H9. Một kiểu thứ hai à, cái gốc nó nằm ở nguyên tử carbon ở giữa này. 1 2 3 4, nhưng mà cái gốc nằm ở đây. À, thầy các em tự điền hydro vô nha. Đây, điền hydro vô CH3 này, CH2, CH, CH3. Rõ ràng hoàn toàn khác sau bên này. Như vậy mình đã có hai kiểu công thức cấu tạo. Ngoài ra còn kiểu nào nữa không? Em hãy tưởng tượng nha. Cái gốc này nó nằm ở bên này thì nó sẽ giống bên này luôn. Như vậy nên nó trùng. Thì gốc nằm bên này thì nó lại trùng ở cái đầu tiên. Như vậy mình sẽ đổi mạch carbon. Đây 4 carbon ha. Mạch nằm à, gọi là mình kiểu gọi là mạch không có nhánh á. Bây giờ mình sẽ là mạch có nhánh này. 4C. Cái gốc nằm ở đâu? À, cái gốc nó sẽ nằm ở đây. Mình cho nằm ở đây. Và em hãy tưởng tượng cái gốc nằm bên này cũng giống bên này, vậy cũng giống bên này. Như vậy còn một kiểu nữa là à, cái gốc này nó không nằm ở đây, không nằm ở đây.
tại vì nó trùng rồi, như vậy nó sẽ nằm bên này. À đây, cái kiểu tiếp theo. Thầy ghi tên này nha, thầy ghi tên này. À, 1 này, 2 này, 3, 4. Đây. À đây. Như vậy có 4 góc này, 1 này. À, 2 này. 3 này. 4 kiểu khác nhau. Kiểu này em điền vào đây là CH3 này, CH3 này, CH3 này, C4 9. Tại ở đây để có 4 gạch rồi, như vậy ở đây không có hydro nào nữa khác. Như vậy có 4 kiểu đối với C4H9, có 4 kiểu và cụ thể là 4 kiểu này. Kiểu thứ nhất này, kiểu thứ hai này, kiểu thứ ba này, kiểu thứ tư này. À, có 4 kiểu. Như vậy mình kết luận tại này là có 4 kiểu. Có 4 kiểu. Bây giờ bây giờ nếu C5 thì như thế nào? Đúng không? À, như vậy nếu D đã cho C5 thì sao? À, các em chú ý cho thầy, ở đây nó có một quy luật này. C5 thì nó rất là nhiều, các em có thể về các em tự viết ra. Và chắc chắn rằng cái thứ năm, nếu C5 H11 thì em sẽ viết ra được 8 kiểu. 8 kiểu. Và nếu C6H13 thì nó có, các em thấy quy luật chưa? 1, chưa thấy ha? 2 này, 1 rồi 2 này, 2 rồi lên 4 này, 4 rồi lên 8 này. Như vậy 8, như vậy là 1, 2, 4, 8. Như vậy có nghĩa là 1 lấy 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 4 nhân 2 bằng 8. Như vậy mình đoán là bao nhiêu này? 16 kiểu. Có ai viết nổi 8 kiểu không? Có đủ thời gian để viết 8 kiểu không? Chắc chắn là khi người ta cho một cái C, một cái C, cái này là cái gốc của ghi ra cho các em rõ ha. Một cái cho một cái đề mà có tới C5 thì rõ ràng mình không có đủ thời gian để mình viết ra 8 kiểu rồi sau đó mình đếm. Và có thể trong quá trình viết là mình viết nhầm ngay, mình sẽ không viết đủ 8 kiểu. Tương tự ở đây như thế, nói C4H9 thì có 4 kiểu, thầy viết ra thì các em cảm thấy rất là dễ, hoặc là các em gọi là chuẩn bị trước thì rất là dễ. Chứ nếu để vô đề kiểm tra rồi sau đó các em mới viết ra, sau đó các em mới đếm thì nó rất là tốn thời gian cho các em. Nhưng mà tóm lại cho thầy, CH3 bây giờ mình sẽ nói nhanh ha. C1 có 1 kiểu, C2 có 1 kiểu, C3 có 2 kiểu, C4 bắt đầu nhân đôi lên, có quy luật rồi, nhân đôi lên. C4 có 4 kiểu, C5 có 8 kiểu và C6 có 16 kiểu. Và thực tế là đề kiểm tra thông thường, đề ngay cả đề thi của bộ là thông thường các em dừng lại C4 là được rồi. Em nắm tới C4 là quá tốt rồi. Còn nếu các em nắm tới C5 nữa thì càng tốt hơn nữa. Bây giờ còn một cái điều nữa thầy nãy giờ thầy chưa nhắc cho các em, đó là nguyên tử hydro. Nguyên tử hydro. Nguyên tử hydro thì có bao nhiêu kiểu? Thì rõ ràng nó còn đơn giản hơn mấy cái gốc hydro carbon này. Nguyên tử hydro thì nó có duy nhất là một kiểu thôi. Tại vì nó đơn giản cho nên thầy không có nhắc. Nhưng mà trong quá trình mình làm, đặc biệt là ở bên phần ST, nó sẽ có nguyên tử hydro, cho nên các em hết sức lưu ý. Nguyên tử hydro có một kiểu. Bây giờ các em tóm tắt lại ha, tóm lược lại cho thầy rồi. Đó, tóm lược lại ngắn gọn lại cho thầy. Từng cái gỗ hydro carbon và từng số kiểu của nó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào áp dụng từng loại hợp chất cụ thể như thế nào nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào ví dụ 1, đó là xác định số đồng phân của ancol no đơn chức bạch hở có công thức là C4H10O. Ancol là gì? Để xác định thì mình phải biết ancol là gì, đúng không? Ancol là hợp chất hữu cơ có cái nhóm OH. Có nhóm OH liên kết với nguyên tử carbon no. Như vậy nó tóm lại là nó phải có nhóm OH. Bây giờ liên kết với nguyên tử carbon, ở đây có 4 nguyên tử carbon này. Cho nên nó có thể có những kiểu liên kết khác nhau. Nó liên kết với nguyên tử carbon này, tương ứng với mạch carbon này, nó sẽ là một ancol. Ngoài ra nó có thể liên kết với nguyên tử carbon khác ở cái mạch carbon khác, và nó là một ancol tiếp theo. Nó có nhiều, cho nên người ta yêu cầu mình là hãy xác định số đồng phân hay là số công thức cấu tạo là vậy.
Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể. OH ở đây có C4, OH như vậy còn lại ở đây là C4, vì ở trong này không có cái C nào cả. H rõ ràng ở đây một H rồi, O rồi, như vậy còn lại là C4H9. Như vậy em nhìn vô thấy điều gì? Thấy cái nhóm gì các em? Thấy cái nhóm hay là cái gốc hydrocarbon là C4H9. Mà C4H9 là có bao nhiêu kiểu? À, lúc nãy các em đã để được thầy hướng dẫn rồi, để đúc kết lại được rồi. C4H9 có 4 kiểu. Mà C4H9 có 4 kiểu, đồng nghĩa với nó là ancol C4H10O có 4 đồng phân. 4 đồng phân, hay nói cách khác là 4 công thức cấu tạo khác nhau. Hay nói cách khác là có 4 đồng phân khác nhau. Như vậy em làm gì nhiều không? Không làm gì nhiều. Chỉ cần 5 giây là em đã làm xong cái câu bài tập này. C4H9 có 4 kiểu, vậy ancol này là có 4 đồng phân. Rất đơn giản đúng không các em? Rồi ok. Tương tự như thế ha, em làm cái ancol còn lại. Đối với ancol này rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ chuyển qua hợp chất thứ hai, đó là hợp chất aldehyde ở lớp 10. Ở lớp 11. Aldehyde. Bây giờ thầy lấy ví dụ, người ta cũng yêu cầu ha, người ta cũng yêu cầu xác định số đồng phân của aldehyde ha, đối với aldehyde. Ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 2. Đó là aldehyde nha. Aldehyde. Aldehyde mình cũng loại là no đơn chất bạch hở. Thầy lấy ví dụ một aldehyde no đơn chất bạch hở. Thầy lấy ví dụ như là C4 này. H8O. Nó có aldehyde no đơn chất bạch hở, nó có dạng là CnH2n1O. Bây giờ nó có bao nhiêu đồng phân? Có bao nhiêu công thức cấu tạo? Thì dĩ nhiên các em phải, nếu bình thường thì các em phải viết ra rồi sau đó các em đếm. Viết tất cả ra hết rồi sau đó các em đếm là rất tốn thời gian. Thậm chí 10 phút các em chưa làm xong. Và thậm chí là phải làm nhưng mà cũng phải tốn 10 phút nhưng mà chưa chính xác luôn. Số lượng là không đủ hoặc là thừa. Bây giờ mình sẽ xác định như thế này. Aldehyde là gì? Aldehyde là hợp chất hữu cơ có nhóm. Nhóm chức CHO. Như vậy aldehyde là CHO rồi. Bây giờ còn lại ở đây đề cho C4 nè. Mà ở đây mình đã tốn 1 C. Như vậy còn lại ở đây là C mấy các em? C3. C3 rưỡi 4 này. Như vậy H ở đây có 1 rồi. 8. Như vậy là đây là C là H mấy để đu 8 nào? H7. Mà C3H7 thì rõ ràng các em cũng để nhận ra. Như vậy aldehyde này là có bao nhiêu kiểu em? Có bao nhiêu đồng phân? C3H7 này có 2 đồng phân. Chắc chắn một điều rằng các em ở nhà các em tự lấy giấy viết ra, nó sẽ ra kết quả là 2 đồng phân. Mà nếu mình viết tới 3-4 đồng phân, có nghĩa rằng có những đồng phân mình viết đã bị nhầm, bị thừa. Rồi các em lưu ý như này. Rất là đơn giản đúng không các em? Rồi bây giờ chuyển qua là acid carboxylic, rất đơn giản. Bây giờ cũng tương tự thế thôi. Đối với acid carboxylic ha, thầy cũng lấy một cái ví dụ thế này. Rồi thầy lấy ví dụ acid carboxylic này. Rồi lấy ví dụ bây giờ mình lấy số lượng nhiều hơn chút nha. Số lượng nhiều hơn chút. C6 đi. Số lượng C6 đi. C6H12O2. Đây là cái dạng của acid carboxylic no đơn chất bạch hở, CnH2NO2. Rồi thầy đảm bảo một điều rằng nếu C6H12O2 trong một ai đó, một thầy cô nào đó kêu các em là hãy tính số đồng phân mà các em bằng cách các em viết ra, thì thầy đảm bảo rằng em phải viết ra cũng phải tầm là hơn 10 phút, thậm chí là 20 phút để viết ra, để kiểm tra đầy đó, này nọ cho nó đầy đủ. Nhưng đối với cách này
thì em ngay lập tức em kết luận được rằng C6H12O2 là có bao nhiêu đoạn phân liền. Nhưng điều quan trọng là các em không cần phải nhớ. Trên hiện tại có rất là nhiều tài liệu cung cấp cho em sẵn cái công thức luôn, cái công thức tính luôn. Nhưng mà một cái điều gọi là khuyết điểm của cái kiểu nhớ này là giúp phải buộc em phải nhớ thuộc lòng, nhớ không có quy luật, giúp làm cho các em dễ rất là nhanh chóng quên, rất là nhanh chóng quên. Nhưng mà cách này nó có quy luật sẵn, các em viết rất là các em nhớ rất là dễ. Và nhớ một lần làm luôn 5 loại hợp chất hữu cơ, thậm chí các em còn ứng dụng làm ở những các hợp chất hữu cơ phức tạp khác. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. C6H12O2 axit carboxylic là gì? Là hợp chất hữu cơ đó phải có cái nhóm chất COOH. Nhóm chất này gắn vào các gỗ hydrocarbon. Rồi, ở đây tương tự thế, đây 1C rồi, đây 6C, như vậy đây là C5. Phía sau đây đủ 6 là được. Ở đây 1H rồi là H12, như vậy là H ở đây là H10, 11 O để đủ. Như vậy rất là dễ dàng kết luận C5H11 có bao nhiêu đoạn phân, có bao nhiêu kiểu. Có tất cả là 8 đoạn phân, hay nói cách khác là 8 kiểu. Các em thấy dễ chưa? Rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, 8 đoạn phân như thế nào? Các em có thể lấy giấy bút các em viết ra. Nhưng mà thầy đảm bảo chắc chắn rằng chỉ có 8 đoạn phân thôi, không nhiều hơn, không ít hơn. Bây giờ thầy cùng với các em hãy tiếp tục với một cái hợp chất rất quan trọng của lớp 12, đó là hợp chất ete. Đây là loại hợp chất cùng với amin, đó là hai cái loại hợp chất mà thường hay có trong đề thi trung học phổ thông quốc gia nhất. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ete nè. Ete thầy lấy ví dụ như là C4H8O2, loại ete no đơn chất bạch thở. Đối với ete thì chúng ta biết rằng ete nó có dạng đó là RCOO, R phẩy. COO chính là nhóm chất ete. Bây giờ mình sẽ triển khai nó như thế nào. Đối với ete nó khác biệt so với những hợp chất còn lại, đó là nó có tới hai gỗ hydrocarbon ở hai bên. Trong đó R có thể là nguyên tử hydro, R có thể là nguyên tử hydro. Còn R phẩy không thể là nguyên tử hydro, tại vì nếu biến thành nguyên tử hydro ở R phẩy thì nó lại biến thành axit. Mà axit thì chúng ta đã tìm hiểu trước rồi. Thì ở đây mình chỉ xét đó là ST thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên các em hãy viết ra nhóm COO tùy thuộc vào số lượng nguyên tử carbon đề cho ở trong hợp chất. Ở này là C4 thì em cứ cho tối thiểu nhất ở đây sẽ là H. Em cứ cho từ nhỏ tới lớn. Bên R nhỏ nhất là H. Thì bên này là 1C, như vậy bên R phải là 3C để đảm bảo là đủ 4. Ở đây 1H rồi, ở đây 8. Mà thông thường cứ C3 là phải là C3H7. Mình còn lại là đủ 8. C3 thì nếu cái loại ST no đơn chất bạch thở thì C3 chắc chắn là phải C3H7. Bây giờ tiếp tục, đây là một loại nha, một cái kiểu á, gọi là một cái kiểu lớn á. Tí nữa mình sẽ phân tích cái kiểu này như thế nào. Tiếp tục COO em tăng lên, tăng cái này lên 1C nữa, như vậy đó sẽ là CH3, C1 hay nó cách khác là CH3. Ở bên này là 1C, có nghĩa là bên này tăng lên thì bên này nó sẽ bị giảm xuống. Nhưng mà còn không là em nhìn vào đây nè, C2 này, 2C này, như vậy ở đây sẽ là C2H gì? 5. Khác nhau. Tương tự thế, COO em tăng lên đây, C2H5. Bên này bộ phải giảm, còn lại CH3. Khác nhau ha. Cái này khác nhau, lưu ý cái đây là nhóm bên R phải, còn đây là bên R, khác nhau. Hai cái này các em đừng có đổi qua đổi lại lên bị sai. Em nói bên này giống bên này không phải. Đây là bên ancol, đây là bên acid. Khi em học bài ST rồi đó, em lưu ý. Rồi, bây giờ nếu mình tăng lên C3H7. Như vậy COO. Như vậy bên này sẽ biến thành là cái gì?
là H. Bên này biến thành H thì nó đã là axit rồi. Như vậy axit mà đề đang yêu cầu là xác định số đồng phân của este. Nếu đề không nói gì thì mình tính luôn axit. À, cũng đơn giản thôi chứ không có vấn đề gì khó khăn cả ha. Cái này đang làm este thì thầy bỏ đi. Bỏ đi cho các em dễ nhỉ. Rồi, chưa xong đâu nha các em. Rồi bây giờ bắt đầu mới tính này. Tại bên này có hai góc cho nên mình làm hơi khác một tí, làm hơi khác một tí. H thì có một kiểu. C3H7 thì em biết rồi, có hai kiểu. Em lấy chỗ này, em đặt dấu nhân luôn. 1 nhân 2, như vậy đối với cái loại HCOO C3H7 là có hai đồng phân. Hai đồng phân. Có nghĩa là HCOO vừa tới 3C CCC rồi một loại là HCOO rồi C rồi có cái nhánh đi xuống. À, có cái nhánh đi xuống. Lưu ý cái này có hai đồng phân. À, em có thể về nhà triển khai hai đồng phân đó cụ thể như thế nào nha. Còn trong quá trình mình làm bài tập này không có đủ thời gian để các mình triển khai đâu. Mình kết luận ngay chỗ này có hai đồng phân là được rồi. Rồi. CH3 có một kiểu nhân. C2H5 có một kiểu. 1 nhân 1 như vậy. Cái kiểu như thế này CH3 COO C2H5 có một đồng phân. Và tương tự thế. 1 nhân 1 bằng một đồng phân. Và tóm lại C4H8O2 có tất cả là 4 đồng phân. Cực kỳ đơn giản. Như vậy đối với kiểu cách làm như thế này, em có thể xác định số đồng phân của C5, C6, C7, C8 dễ dàng. Rất là dễ dàng, không cần phải viết ra. Đây là cách tính đồng phân hiệu quả nhất mà thầy cảm nhận được. Cái em chỉ cần nhớ cái quy luật là C3H7, C2H5, CH3 có bao nhiêu kiểu là các em có thể triển khai dễ dàng theo từng chất cụ thể. Đối với ET thì nhớ cho thầy nó có hai nhóm cho nên em đặt dấu nhân vô là được, là ok. Rồi bây giờ các em về nhà có thể làm những cái ET còn lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái loại hợp chất tiếp theo, đó là amin. Thầy lấy ví dụ như là amin đề cho là C4H11N. Amin C4H11N. Bây giờ mình sẽ xác định số đồng phân của nó như thế nào. Đối với cái amin, khi em bắt đầu xác định số đồng phân, các em cần phải xác định đi theo bậc của nó. Amin thì có tất cả là 3 bậc. Bậc 1. Đối với bậc 1 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Rất là đơn giản. Bậc 1 thì đối với amin thì nó phải có cái nhóm NH2. Như vậy còn tất cả là C4H9. Như vậy nó tương tự hoàn toàn so với ancol, acid, carboxylic hoặc là anhydride. Thì rất đơn giản vì nó chỉ chứa có một gốc thôi. Chỉ chứa có một gốc hydrocarbon. Mà C4H9 này có tất cả là 4 đồng phân. Như vậy đối với amin bậc 1 ở C4H11N là nó có tới là 4 đồng phân rồi. Bây giờ mình tiếp tục xác định bậc 2. Bậc 2. Đối với bậc 2 thì chúng ta sẽ có hai nhóm hay là hai gốc hydrocarbon. Về ở chính giữa đó là nhóm NH2, nhóm amin. Như vậy có hai nhóm thì các em làm tương tự như este. Các em làm tương tự như este. Nhưng mà đối với amin là phải gốc hydrocarbon chứ không có nguyên tử hydro ở amin bậc 2. Tại vì nếu nó là có một nguyên tử hydro ở trong một trong hai gốc này thì nó sẽ biến thành amin bậc 1. Các em lưu ý cái này ha. Rồi, amin bậc 2 thì ở đây sẽ là cho vào nhóm CH3. Tương tự thế, bên này sẽ là C4 nha. Như vậy C3H7. Đây là một loại ha, tương tự tăng lên. C2H5 NH C2H5. Nếu mình tăng lên nữa là C3H7, CH3 thì nó giống trên này. Giống trên này. Bây giờ các em bắt đầu xác định này. CH3 có 1 tương tự este nhân 2. Như vậy cái này có 2. 1 nhân
1 bằng 1. Như vậy A min bậc 2 là có 3 đồng phân. 3 đồng phân đối với A min bậc 2. Và cuối cùng mình sẽ tương tự vậy xác định A min bậc 3. A min bậc 3. A min bậc 3 thì có nguyên tử N ở chính giữa và có 3 gốc hydrocarbon, 3 phía. À, đề chỉ cho C4 thôi. Như vậy bên này nè, C1 này, C1 này, C2 này, C2 này. Để không còn kiểu nào khác. Các em đảo vị trí nó cũng tương đồng với nhau nha em. Ví dụ em ghi C2, C1, C1 nó cũng thế nha. Như vậy CH3 này, CH3 này, C2H5. Nhưng mà bây giờ nó có tới 3 gốc thì mình làm sao? Thì mình cũng làm tương tự. À, CH3 là có một kiểu đấy. Nhân này. C2H5 là có một kiểu này. Nhân này. CH3 tiếp theo là có một kiểu này. Một này. Nhân 1, nhân 1 là bằng 1. Như vậy đối với amin bậc 3 của C4H11N nó chỉ có một đồng phân duy nhất thôi. À, bây giờ nếu đề hỏi bậc 1 thì em trả lời là 4. Hỏi bậc 2 các em trả lời là 3. Mà hỏi bậc 3 thì em trả lời là bằng 1. Còn nếu đề chỉ hỏi chung chung là có bao nhiêu tổng số bao nhiêu đồng phân thì các em hãy cộng nó lại. Cộng lại à, 4, 3, 1 là có tất cả là 8 đồng phân. Như vậy vừa rồi thầy đã chia sẻ cho các em một cái phương pháp xác định số đồng phân của các hợp chất hữu cơ no được chất bạch hở. Hy vọng với phương pháp vừa rồi các em sẽ nhanh chóng đưa ra một cái kết quả hợp lý trong các bài kiểm tra trong thời gian nhanh nhất. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.